Thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm cho những cái chết ở Đồng Tâm. Những ngày này là những ngày đau buồn cho tất cả những người dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình và công lý. Cảnh sát cơ động đã tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm vào 4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Đến giờ phút này, những thương vong từ phía người dân, nhất là từ phía gia đình cụ Lê Đình Kình đã tạm thời có thông tin. Theo đó, cụ Lê Đình Kình, con trai thứ hai của cụ là Lê Đình Trức, đã chết vì bị cảnh sát tấn công vào nhà của họ. Tin tức ngập tràn trên mạng xã hội, rất nhiều người dân đã công khai bày tỏ căm phẫn, bức xúc trước hành vi tấn công đàn áp dân lành vào giữa ban đêm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Ngược lại, cũng có nhiều người, thực ra đa số là dư luận viên lực lượng AK-47 qua việc chửi bới tục tĩu của họ, đã đưa nhiều thông tin vu cáo người dân Đồng Tâm manh động. Để tiếp đạn cho dư luận viên và lực lượng AK-47, các báo chí nhà nước đồng loạt đăng bài để bôi nhọ người dân Đồng Tâm. Theo đó, nông dân Đồng Tâm bao đời hiền lành chất phát bỗng dưng trở thành những kẻ khủng bố giết người, tàng trữ vũ khí trái phép chống người thi hành công vụ. Thế nhưng, những hình ảnh quay lại được cho thấy rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, chính công an vừa tiến vào thôn Hoành, vừa bắn đạn sáng cả một góc trời. Người dân đánh kẻng báo động và thề quyết tử. Cụ Lê Đình Kình và con trai Lê Đình Trức chết tại chính căn nhà của cụ, chứ không phải cụ chết khi ra cánh đồng xanh để chống người thi hành công vụ như báo chí nhà nước đăng tải. Báo chí quốc tế ngay lập tức đề nghị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho phép họ được đến Đồng Tâm để đưa tin trung thực, khách quan về vụ việc. Nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từ chối, cho rằng nhà báo muốn tác nghiệp thì phải có sự đồng ý của nhà cầm quyền. Hơn 24 giờ đồng hồ sau khi bắt đầu cuộc tấn công, thôn Hoành vẫn trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập. Luật sư Ngô Anh Tuấn, người đại diện cho người dân Đồng Tâm bị công an ngăn chặn không cho vào làm. Tại sao phải bưng bít thông tin đối với báo chí và người dân? Và tại sao Bộ Công an miêu tả cụ Lê Đình Kình cầm đầu người dân đi chống đối việc xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, nhưng lại ngăn cản người dân và báo chí đến tác nghiệp tại nhà cụ Kình, là nơi cách sân bay Miếu Môn khoảng 3 km? Tại sao Bộ Công an không dám nói về nơi chết thực sự của cụ Lê Đình Kình? Rõ ràng, chỉ có những kẻ dối trá mới đáng sợ sự thật được phơi bày. Trước những lý lẽ thuyết phục trên mạng xã hội về sự dối trá của báo chí Cộng sản, nhà cầm quyền đã phải nghĩ ra mọi cách để bôi nhọ cụ Kình, như thông tin cụ Kình khi chết còn cầm trên tay một quả lựu đạn. Công an đã bao vây cả thôn Hoành, thì bây giờ nhà cầm quyền muốn dựng lên hiện trường như thế nào mà chả được. Có điều, người nhà của cụ Lê Đình Kình chưa chết hết, dân làng, dân Đồng Tâm cũng chưa chết hết, cảnh sát cơ động cũng chưa chết hết. Hình ảnh video clip cảnh sát tiến vào đàn áp người dân thôn Hoành vẫn còn đó, cho nên những dối trá của nhà cầm quyền Cộng sản sẽ không thể bưng bít được, một tay không thể che cả bầu trời. Chúng tôi nhận được thông tin từ người dân của người dân thôn Hoành nói với chúng tôi rằng nếu như sau này mạng Facebook, mạng Internet được có trở lại, họ sẽ tung tất cả những video hình ảnh sự thật lên mạng xã hội. Bất luận thế nào, việc tấn công vào nhà dân lúc 4 giờ sáng là vi phạm pháp luật trắng trợn. Thật ra, đây không phải là cưỡng chế đất đai vì cánh đồng xanh không ở thôn Hoành. Sự việc công an quân đội tấn công người dân thôn Hoành lúc 4 giờ sáng hoàn toàn không hề có văn bản pháp luật nào cho phép. Đó cũng là nguyên nhân Bộ Công an phải bịa ra lý do là người dân Đồng Tâm chống người thi hành công vụ đang xây tường xung quanh sân bay Miếu Môn để ghép tội cho dân. Trong việc đàn áp giết chóc người dân Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 qua báo chí của Cộng sản, người dân cũng thấy được sự phối hợp giữa hai lực lượng quân đội và công an. Nghĩa là nhà cầm quyền Cộng sản đã huy động công cụ bạo lực cách mạng ở mức rất lớn để cướp bằng được đất Đồng Xanh, dập tắt tinh thần phản kháng của người dân Đồng Tâm. Hãy đọc lại bản tin để thấy rõ điều này. Từ 31 tháng 12 năm 2019, một số đơn vị của Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng để tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch. Trong quá trình xây dựng, rạng sáng ngày 9 tháng 1, có một số đối tượng có hành vi chống đối sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 chiến sĩ công an hy sinh, một đối tượng chống đối chết và một đối tượng chống đối bị thương.
Các vụ việc cướp đất từ trước đến nay hầu hết đều chỉ cần đến lực lượng công an, cụ thể là cảnh sát cơ động. Nhưng lần này, quân đội cũng vào cuộc để đàn áp dân. Quân đội là lực lượng xây dựng ra để chiến đấu với ngoại xâm, chứ không phải là tham gia vào chuyện này. Chỉ có trong chế độ cộng sản, quân đội mới có thêm nhiệm vụ tham gia giết chóc chính nhân dân của mình để cướp đất. Đọc lại 10 lời thề của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đúng ra nên gọi là Quân đội Cộng sản Việt Nam. Vì ngay lời thề số 1 thì lính đã phải chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản dù Đảng Cộng sản không do dân bầu ra. Còn lời thề số 7 thì phải biết tình thương yêu giai cấp đối. Tôi mới thấy là trong 10 lời thề của Quân đội Cộng sản Việt Nam không hề có điều nào nói quân đội không được đàn áp người dân, không được giết dân. Có lẽ vì vậy nên các tướng lãnh đạo quân đội, các anh em trong bộ đội không cảm thấy lương tâm có chút áy náy khi bắn vào dân. Còn lời thề công an nhân dân thì cũng kỳ lạ không kém. Ngay lời thề đầu tiên là công an phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, Tổ quốc và nhân dân hoàn toàn không có khả năng ra lệnh cho công an và bắt công an phải phục tùng. Chỉ có giới lãnh đạo Cộng sản cầm quyền mới có thể ra lệnh cho công an. Lời thề số 3 là công an phải sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Thì rõ ràng là công an đã vi phạm nghiêm trọng trong vụ đàn áp ở Đồng Tâm. Nghĩa là ở đây có sự mâu thuẫn khi giới lãnh đạo Cộng sản chỉ đạo công an đàn áp dân, thì công an phải làm theo lời thề số 1 là trung thành với Đảng Cộng sản. Nhưng như vậy là vi phạm vào lời thề số 3 là bảo vệ tính mạng của nhân dân. Đảng viên Cộng sản là đầy tớ của nhân dân nhưng lại có quyền ra lệnh cho công an đàn áp, giết chết ông chủ là nhân dân. Có lẽ đã biết trước sự phản ứng dữ dội không chỉ từ dư luận người Việt Nam mà cả từ cộng đồng quốc tế nên Bộ Công an đã nhanh nhẩu trả lời tự do, trả ngay tự do cho bà Trần Thị Thu, một tù nhân lương tâm nổi tiếng tại Việt Nam, rồi trục xuất chị qua tị nạn chính trị ở Mỹ. Nhà cầm quyền Cộng sản hy vọng rằng việc trả chị Nga sẽ khiến cho sự lên án của cộng đồng quốc tế đối với việc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Đồng Tâm dịu đi. Thế nhưng, hành vi này chỉ chứng tỏ việc tấn công đàn áp dân lành ở Đồng Tâm đã được nhà cầm quyền Cộng sản toan tính, chuẩn bị từ trước và rất công phu, chứ không phải đơn giản là đối phó với một nhóm dân tự phát ra phản đối quân đội xây tường rào quanh sân bay Miếu Môn. Việc báo chí lề đảng đồng loạt đăng các bài hoàn toàn giống nhau do Bộ Công an cung cấp cũng nói lên điều đó. Lần tấn công vào làng Đồng Tâm tháng 4 năm 2017 do không có sự chuẩn bị chỉ đạo truyền thông nên báo chí trong nước đã đăng tương đối khách quan và đầy đủ mọi khía cạnh của sự việc. Nghĩa là việc đàn áp giết chóc ở Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020 lần này đã có sự hợp đồng tác chiến giữa quân đội, công an và tuyên giáo. Và như vậy nghĩa là Bộ Chính trị Đảng Cộng sản phải chịu trách nhiệm về sự giết người ở Đồng Tâm kỳ này. Không cơ quan nào có đủ thẩm quyền để điều động với quân đội, công an và tuyên giáo như thế. Do đó, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm cao nhất trong việc ra lệnh cho công cụ bạo lực, cách mạng, đàn áp, tấn công dân Đồng Tâm. Ông Trọng phải truy tố ra tòa và phải chịu trách nhiệm về cái chết của cảnh sát cơ động và của những người dân, trong đó có gia đình cụ Lê Đình Kình. Tòa án Cộng sản không làm được chuyện này thì Tòa án Hậu Cộng sản sẽ làm chuyện này. Tòa án quốc tế sẽ làm chuyện này giống như tòa quốc tế đã xử Cộng sản Khmer Đỏ. Tuyên giáo qua dư luận ngụy biện rằng Đồng Xanh là đất quốc phòng, Viettel cần để xây dựng nhà máy quốc phòng A1, nên việc dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm chống đối dự án là không yếu nước. Thật ra, điều này là ngụy biện, đất quốc phòng không hề thiếu đến mức phải đi lấy ruộng của người dân. Ngay ở Sài Gòn này như xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, đất quốc phòng được dùng để làm sân gôn, làm nhà hàng, khách sạn, làm chung cư. Tất cả đều là những dự án kinh doanh kiếm tiền. Vừa qua rất nhiều tướng lãnh quân đội bị khởi tố với các tội danh liên quan đến việc lạm dụng đất quốc phòng như Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến. Tại sao đất quốc phòng lại bị đem đi kinh doanh kiếm tiền trong khi nhà cầm quyền lại muốn cướp đất của dân để xây công trình quốc phòng? Chuyện này vô lý và vô đạo đức. Một điều nữa, giả sử như nhà cầm quyền quá cần đất Đồng Xanh với tư cách là đầy tớ của nhân dân, hết lòng, hết sức tận tụy phục vụ nhân dân, họ phải suy nghĩ cách sinh kế cho nông dân khi mất ruộng. Rõ ràng, nếu chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân thì suy nghĩ thấu đáo những điều trên.
Giới cai trị của Cộng sản không do dân bầu ra nên họ không hề nghĩ đến dân vì họ hoàn toàn không cần đến lá phiếu của người dân. Các cuộc bầu cử quốc hội chỉ làm bị dân. Việc đàn áp giết dân Đồng Tâm đánh dấu một bước leo thang mới của nhà cầm quyền Cộng sản trong công cuộc cướp đất của dân đang diễn ra ở mọi địa phương trên cả nước. Hình chữ S đau thương quằn quại này. Sự việc này cùng với sự xử tử nông dân Đặng Văn Hiến, một nông dân bị đẩy đến mức phải giết người khi đang bảo vệ mảnh đất của chính mình, khiến những người dân ôn hòa và tôn trọng pháp luật nhất cũng phải nghĩ đến chuyện vũ trang, chiến đấu đến chết để bảo vệ mảnh đất của mình, chứ không còn dùng con đường pháp luật ôn hòa nữa. Bởi vì mất ruộng là mất kế sinh nhai và họ cũng sẽ chết vì đói khát. Dân Đồng Tâm đã mời luật sư Ngô Anh Tuấn để bảo đảm những gì dân làm. Đơn kiện của dân đều đúng pháp luật và họ đã được nhà cầm quyền Cộng sản đáp trả bằng bạo lực phi pháp. Những người dân bị cướp đất sau Đồng Tâm sẽ chọn con đường liều chết ngay từ đầu, khởi nghĩa vũ trang ngay từ đầu vì không còn niềm tin vào chế độ Cộng sản nữa. Nguy cơ nội chiến, người Việt giết người Việt nổi ra sáo thịt sẽ khó tránh khỏi. Máu của công an, quân đội hay máu của người dân thì cũng đều là máu của người Việt. Sự tham tàn của một thiểu số Cộng sản cai trị khiến cho nội lực quốc gia ngày càng suy yếu. Lòng người ly tán, thù hận nhau, chế độ Cộng sản đã đến lúc phải ra đi vì người dân Việt Nam sẽ không thể chấp nhận một chế độ tồi tệ như vậy nữa. Cánh đồng sân của người dân Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vốn gần 100 hectare, phía bắc huyện Trường Mỹ, phía đông là Đồng Tâm đi Hữu Văn, phía nam và phía tây là đường tỉnh lộ GT429. Một nửa phía đông 47,36 ha bị tỉnh Hà Sơn Bình thu hồi làm dự án sân bay Miếu Môn năm 1981. Phần còn lại là nửa phía tây khoảng 50 ha không bị thu hồi. Dân Đồng Tâm tiếp tục canh tác bình thường, đóng thuế đầy đủ. Hai nửa này có tường xây mốc bê tông do quân đội cắm từ năm 1981 đến nay, phân cách rất rõ ràng. Đến thời điểm nổ ra sự kiện huyện Mỹ Đức quốc chế cưỡng chế nửa phía tây giao cho Viettel thì nửa phía đông là đất quốc phòng. Có 14 hộ dân Đồng Tâm được lữ đoàn 28 cho thuê đất, dựng nhà, làm vườn đầy đủ. Nửa phía tây là đất nông nghiệp, thuộc xã Đồng Tâm có 14 hộ dân khác đang canh tác nông nghiệp. Nguyễn Đức Trung cùng với đồng bọn sau khi bẽ mặt với dân, mất mặt với đảng cấp trên vì cướp đất không thành, bị lộ mặt ăn cướp, lộ mặt lừa mời ra cánh đồng rồi đánh cụ già 81 tuổi đến gãy xương đùi, phải chịu nhục và cam kết này nọ với bọn nông dân để xin trả. 38 công an vào ăn cướp bị dân làng bắt đã quyết đổi trắng thay đen, quyết biến nhóm dân làng Đồng Tâm đang đồng thuận giữ đất thành bọn cướp đất quốc phòng, để biến tất cả những hành vi cướp đất bẩn thỉu trước đó thành ra là đúng đắn, để Nguyễn Đức Trung cùng với đồng bọn cướp đất cùng lũ công an côn đồ thành ra là lực lượng chính nghĩa. Dùng thanh tra của thành phố Hà Nội phía ra một bản kết luận thanh tra đổi trắng thay đen. Viện thanh tra chính phủ vào kết luận là thanh tra Hà Nội đã đúng, móc ngoặc với lữ đoàn 28 cắt hợp đồng cho thuê đất với 14 hộ trên mảnh đất phía đông 47,36 ha. Xông vào đền bù hộ lữ đoàn 38 cho 14 hộ nông dân Đồng Tâm đang thuê đất trên mảnh đất phía đông 47,36 ha. Lôi truyền thông nhà nước vào phỏng vấn những người dân Đồng Tâm trong số 14 hộ thuê đất quốc phòng trên mảnh đất phía đông vừa được nhận để lừa dư luận, và chính quyền đã thu hồi đất hộ quân đội, đền bù cho dân đầy đủ, dân hoàn toàn hài lòng. Cứ như cả cánh đồng xanh chỉ có một mảnh đất duy nhất, toàn bộ đều là đất quốc phòng. Để biến các hộ nông dân đang canh tác trên mảnh đất phía tây thành bọn ngoan cố cướp đất quốc phòng phải bị trừng trị thích đáng. Trong khi hai nhóm 14 hộ này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau cả. Câu hỏi được đặt ra là, lữ đoàn 28 từ đầu đến cuối chưa bao giờ xuất hiện, chưa bao giờ có ý kiến gì cả, mà chính quyền Hà Nội xí sớn nhảy vào này nọ như thế là lý làm sao? Nguyễn Đức Trung mời được chỉ huy trưởng lữ đoàn 28 trả lời phỏng vấn khẳng định cụ Kình cùng tổ đồng thuận đang cướp đất quốc phòng đấy. Quyết định thu hồi đất kèm theo bản đồ năm 1986, Đồng Tâm chỉ mất có 47,36 ha cho dự án sân bay Miếu Môn. Sau này đất quốc phòng lấy của Đồng Tâm, cánh đồng xanh lại nở ra thành cả trăm ha.
Tại sao lại tồn tại hàng chục mốc bê tông cắm từ năm 1981 đến nay ngăn cách hai mảnh đất Đông Tây của cánh đồng xanh? Lôi cả hệ thống chính trị vào cuộc, sử dụng hệ thống báo đài độc quyền, cắt cúp, bôi xóa, đổi trắng thay đen. Nguyễn Đức Chung cùng với đồng bọn có thể thắng được trên mặt trận dư luận cả nước để ra tay dìm những người nông dân mất đất đồng tâm trong bể máu. Nhưng cánh đồng xanh vẫn ở đấy. Bản đồ quy hoạch sân bay Miếu Môn năm 1980 vẫn còn đấy. Quyết định thu hồi đất cho dự án sân bay Miếu Môn của Chủ tịch Hà Sơn Bình năm 1981 vẫn còn đấy. Các giấy tờ chia đất nông nghiệp, biên lai đóng thuế đất bao nhiêu năm qua của nửa ở phía tây cánh đồng xanh vẫn còn đấy. Thời đại số rồi, lịch sử sẽ ghi lại tất cả. Rồi những kẻ làm ác sẽ đều chết cả, chẳng ai sống mãi. Nhưng xin hỏi là, sống để làm gì rồi chết đi, được ghi vào lịch sử mãi mãi như thế? Họ chết bởi liên quan đến những hành vi tấn công. Theo bài bản quân sự, có sự tham gia của lực lượng quân đội và công an, không phải bởi một cuộc cưỡng chế đất đai. Tuy có nhiều thông tin quan điểm trái chiều giữa thông tin từ báo chí nhà nước và thông tin từ phía người dân, nhưng theo tôi, có vài vấn đề xung quanh cái chết của cụ Kình. Trước hết, cần nhìn nhận thẳng là họ chết bởi liên quan đến một hành vi tấn công theo bài bản quân sự, có sự kết hợp tham gia của lực lượng quân đội và công an. Họ chết không phải bởi một cuộc cưỡng chế đất đai, mà là trấn áp đúng như thông tin chính thống nhà nước đã đưa ra. Thôn Hoành, địa điểm xảy ra cuộc tấn công, nơi cụ Kình và những người phản đối thu hồi đất. Canh Cành, cách cánh đồng xanh, địa điểm thu hồi đất là 3-4 km. Do vậy, không có chuyện vi phạm Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai, không thực hiện cưỡng chế trong thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật như một số luật như Facebooker đang nhầm lẫn. Luật hình sự ghi rõ việc cưỡng chế được thực hiện tại hiện trường nơi xảy ra vi phạm hoặc đối tượng là tài sản bị cưỡng chế thi hành án theo quyết định của tòa án. Trong vụ việc này, lực lượng công an và quân đội tham gia có thể vi phạm hiến pháp, luật công an nhân dân và luật hình sự ở tình tiết sử dụng vũ khí và các hành động trấn áp khi không có tình tiết nhằm ngăn chặn hành vi đe dọa tấn công, gây nguy hiểm tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước, tổ chức, cá nhân khác. Luật công an nhân dân và luật hình sự. Không có lệnh bắt giữ khởi tố được phê chuẩn bởi Viện Kiểm sát, luật hình sự. Xâm phạm chỗ ở hợp pháp của công dân, hiến pháp và luật hình sự. Họ chết tại nhà hay tại nơi nào đó bị bắt đem đi chứ không phải là ở cánh đồng sân. Vì trước đêm 9 tháng 1 toàn bộ thôn Hoành đã bị lực lượng chức năng phong tỏa. Riêng cụ Kình phải ngồi xe lăn sau vụ bị đánh gãy chân năm 2017. Càng không thể di chuyển trong đêm và trong tình trạng bị phong tỏa toàn bộ khu vực như vậy. Ngoài các clip do chính người dân quay được đã lọt ra trên mạng xã hội, chính những đoạn video do VTV thực hiện rạng sáng ngày 9 tháng 1 xác nhận cuộc trấn áp xảy ra trong đêm tại thôn Hoành, phóng viên của VTV thực hiện các tác nghiệp trước cổng làng thôn Hoành. Nguyên nhân cái chết thật sự của cụ Kình và những người khác do bị thương hay bị ngạt hơi cay. Thì nếu không tin cậy giám định pháp y nhà nước, hoàn toàn có thể đề nghị cơ quan bảo vệ nhân quyền Liên Hợp Quốc can thiệp để một tổ chức giám định độc lập khác tiến hành lại có truyền thông độc lập tham gia. Điều này không thể ngăn cản Việt Nam là thành viên đã ký vào công ước của tổ chức này. Báo chí nhà nước kể cả các cáo trạng nếu có thể gọi là những người dân đồng tâm bị chết, bị bắt, bị khởi tố liên quan đến việc đêm 9 tháng 1 là gì, tùy theo chỉ đạo của những việc dùng các cụm từ tấn công lực lượng thi hành công vụ, chống thu hồi đất quốc phòng là không đúng, vì tại thời điểm xảy ra vụ việc, những người này đang ở nhà tại khu vực không phải là đất quốc phòng, không phải hiện trường việc thu hồi đất. Hành vi chống trả nếu có phải tách rời, minh bạch, tình tiết khi bị tấn công trấn áp bởi lực lượng công an, quân đội. Hay chủ động tấn công trước khi và các lực lượng này tiến vào thôn Hoành. Điều này thì cũng chính video của VTV và các clip của dân nói trên đã chứng minh lực lượng vũ trang đã bao vây trước rồi tấn công vào nhà dân trước. Không nói thêm về việc người dân đồng tâm phản đối thu hồi đất đồng xanh. Đúng hay sai? Cái chết của người liên quan với vụ việc đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020 là một mất mát lớn không đáng có. Không chỉ ở khía cạnh thiệt hại tài sản, sinh mạng con người mà nó chắc chắn là vết nhơ chính trị không thể biện minh được.
Mọi hành vi nhục mạ hay cố ý gán ghép các nạn nhân vào một định danh có tính quy kết không đúng với bản chất là một hành vi vô đạo đức. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.